bố già Al Pacino sốc, không tin có con ở tuổi 83. Nam diễn viên Al Pacino, 83 tuổi, nổi tiếng với vai Michael Collins trong loạt phim bố già, không tin mình còn có khả năng làm bạn gái Noor Al Fala, 29 tuổi. Mang thai. Trang Vietsit, ngày 1 tháng 6, đăng tải thông tin cho biết Al Pacino đã rất sốc và nghi ngờ đứa bé trong bụng Noor Al Fala không phải con mình. Một nguồn tin hé lộ với các trang giải trí rằng nam diễn viên đã yêu cầu bạn gái làm xét nghiệm ADN. Ngoài nguyên nhân tuổi tác, Al Pacino còn có vấn đề y tế khiến khả năng làm cho phụ nữ mang thai không cao. Vì thế, ông không nghĩ mình còn có thể khiến bất kỳ người phụ nữ nào có thai. Tuy nhiên, Noor Al Fala đã vượt qua kiểm tra và chứng minh ông là cha của đứa bé trong bụng cô. Phía Al Pacino và Noor Al Fala đều chưa phản hồi lại thông tin này. Thông tin Noor Al Fala mang thai 8 tháng được xác nhận vào cuối tháng 5 vừa qua gây bất ngờ cho nhiều người. Al Pacino bị đồn hẹn hò với bạn gái trẻ tuổi vào tháng 4, 2022. Tuy nhiên, một số nguồn tin thân cận cặp đôi cho biết họ đã hẹn hò từ đại dịch COVID-19, khoảng cách tuổi tác dường như không ảnh hưởng đến cặp đôi. Al Pacino trước đó đã có 3 người con và đây là đứa con thứ 4 của ông. Nam diễn viên nổi danh qua vai diễn trong phim Bố Già từng giành giải Oscar, giải Quả Cầu Vàng, giải AFI, giải BAFTA, giải Emmy và giải Tony. Ông còn tham gia nhiều phim khác và tạo dấu ấn, 88 Minutes, Ocean 13, Anger in America. Ông sở hữu khối tài sản trị giá 120 triệu USD.